thật là Hương Nauri hôm nay lại xin giới thiệu về cách phân biệt giữa áo lông vũ và áo phao bông trần bình thường. Đây, cái áo này nó bẩn, cái áo này sạch. Và thứ hai là vấn đề là áo này giặt thế nào. Trước tiên là áo, những dòng chung về dòng áo phao, áo phao lông vũ và áo bông, về quy định là gần như tất cả là cấm giặt khô, cấm giặt khô hoàn toàn và phải giặt nước. Nhưng giặt nước như thế nào thì mình có những cái video trước rồi, còn tại là lên trên các kênh xem thấy nhiều đơn vị dơ cái áo, giặt cái áo phao lông vũ, mà nói thật ra là mình nhìn nó là áo bông trần, mà nói chung là cái thuyết minh nó nhìn nó cũng hơi là làm cho người làm giặt là nó cảm thấy không đúng. Đấy, ví dụ hôm nay mình sẽ giới thiệu phân biệt áo phao bông trần và lông vũ. Lông vũ bản thân là nó sẽ nhồi từ bông của lông vịt này, rồi là xịn thì sẽ là lông ngỗng này. Bản thân khi áo mới này, áo mới dòng này chắc Uniqlo, à EV đó, thì mình lấy tay này, mình vuốt mình sờ, nó sẽ hơi có cái gợn của lông này. Đấy, đây là hàng lông vũ này. Đấy, rất đơn giản, bề mặt nó sẽ không căng đâu, nó căng theo một kiểu khác, nhưng mà vải dày nó mới căng. Còn hàng bông thì nó nếu khi mới hoặc là loại trần bình thường thì các ô nó rất là đều đặn, nhưng sờ vào nó sẽ trơn. Đấy, có một số loại sẽ bông nó sẽ trộn với lông vũ, chỉ có điểm nó là lông vũ và những điểm ở trên cổ này thì nó lại là bông. Những cái đấy là nó là loại trộn với nhau. Đấy, chứ còn đâu cái quá trình giặt trình bản thân kể cả bông hay lông vũ đều phải xử lý tốt, bề mặt không sạch nhưng mà không được có chất tẩy, bởi vì là bản thân nhất là cái lông vũ này nó sẽ bị vón, nó chết lông. Còn cái bông này thì là nếu mà giặt hóa chất không tốt thì nó sẽ dễ bị ma sát và nó bị dễ bị vón, nó không lở. Những cái sợi tốt những sợi fiber thì nó sẽ bị vón, nó cũng xẹp như là lông vũ, mà nó bị dồn vào một góc. Còn những cái hóa chất sử dụng của nó thì mình về sau mình phải có bài những bài giới thiệu cái hóa chất để sử dụng cho những cái dòng này như nào, nó khác những hóa chất để giặt cho gia đình nó ra sao. Đấy, hôm nay mọi người sẽ hiểu để mà nếu như giặt cái áo phao thì nó rất là dễ, có thể ở nhà tự giặt được, áo lông vũ thì là không lên.